xúc động voi mẹ cố đánh thức voi con bị điện giật. Được biết, sự việc đau lòng xảy ra tại một trang trại gần rừng Walaya, Ấn Độ. Một đàn voi hơn chục con đã vào trang trại phá trạm bơm. Con voi nhỏ đã bỏ mạng vì nhai phải dây điện. Sau đó cả đàn đã rời đi vào rừng. Mặc dù cả đàn đã rời đi với hy vọng mong manh, voi mẹ vẫn đứng cạnh xác voi con và dùng chân để cố lay nó tỉnh lại. Tuy nhiên, sau gần một giờ, sự nỗ lực của voi mẹ đã không thể giúp voi con tỉnh lại. Voi mẹ mới đành bỏ đi.